Mai Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin mới nhất. Và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Đại họa tiếp tục dồn dập đổ lên phía đầu Trung Quốc khi vào tối ngày hôm qua, trong một chương trình thời sự vào lúc 19h30 phút, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã đưa tin Trung Quốc tiếp tục phải hứng chịu một trận động đất với cường độ là 6,7 độ Richter. Tâm chấn nằm sâu dưới lòng đất khoảng 3.000 mét và cách thủ đô Bắc Kinh tầm 26 km. Trận động đất trên đã khiến cho những tòa nhà cao tầng ở thủ đô Bắc Kinh cùng với nhiều thành phố lân cận bị rung lắc mạnh. Các đồ vật trong nhà bị xô đổ, điện, đường, trường trạm, cầu cống, nơi sát với các trận động đất trên đã bị vỡ đứt. Ngoài ra, thì trận động đất còn vùi lấp một căn cứ quân sự ở tỉnh Phúc Kiến. Đứng trước tình hình cấp bách và nguy hiểm kể trên, Trung tâm Cứu trợ Cứu nạn Khẩn cấp Trung ương Trung Quốc đã điều động máy bay trực thăng cùng với cảnh sát cơ động và đội tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp đang tiến hành bới đống đổ nát để tìm những người bị mắc kẹt và mất tích. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 860 triệu nhân dân tệ. Theo những hình ảnh và những đoạn clip mà Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc tối ngày hôm qua cho biết, có tới 300 ngôi nhà bị đánh sập và vùi lấp, 3 tuyến đê bao dọc con sông Hoàng Hà, sông Mekong và sông Dương Tử bị vỡ. Cộng thêm những trận mưa to đến rất to, không ngừng trút hàng triệu tấn nước dữ dội từ trên trời đổ xuống thủ đô Bắc Kinh cùng với quảng trường Thiên An Môn và những thành phố khác làm cho cảnh ngập lụt như ngày tận thế. Tuy nhiên, thì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc cho biết, tối nay cho đến hết tháng 9, mặt trời sẽ không xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành khác. Trung Quốc vẫn phải tiếp tục hứng chịu những trận mưa lũ sấm sét, vòi rồng, vỡ đê, vỡ đập và động đất kinh hoàng bởi vì thời tiết cực xấu và cực đoan đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Trung Quốc chưa có một năm nào họ thấy thời tiết lại bất thường như năm nay. Trung tâm dự báo cảnh báo sóng thần, động đất của quốc gia Trung Quốc nói rằng các cơ quan chức năng cùng với người dân phải hết sức lưu ý cũng như cảnh giác cao độ đối với con đập Tam Hiệp, vì nhiều khả năng nó sẽ không chịu được áp lực bởi những trận mưa lũ trong suốt những ngày vừa qua không có dấu hiệu chấm dứt. Nếu như tình trạng này còn kéo dài thì rất có thể con đập Tam Hiệp lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ, và khi nó vỡ thì một thảm họa kinh khủng chắc chắn sẽ xảy ra. Thế giới sẽ được chứng kiến hơn 60 tỷ mét khối nước của con đập nhấn chìm và cuốn trôi 3/4 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Bản đồ của thế giới lúc đó sẽ không còn xuất hiện ở tên của Trung Quốc nữa, chính quyền Đảng Cộng sản của ông Tập Cận Bình sẽ bị xóa sổ và nhiều khả năng Trung Quốc sẽ phải gánh chịu một thảm họa thê thảm nhất mà thế giới sẽ được chứng kiến. Kính thưa quý vị, tính đến ngày hôm nay, Trung Quốc đã trải qua 83 ngày đêm không biết tới ánh sáng mặt trời. Mưa lũ liên tục xuất hiện tại các tỉnh phía Tây, phía Đông, phía Nam, phía Bắc của Trung Quốc, và đứng trước tình hình nguy hiểm trên, Trung tâm Dự báo Sóng thần của quốc gia Trung Quốc phát đi thông báo khẩn cấp, nói rằng người dân nên đi tránh trú. Hãy tìm những nơi an toàn như lên những đỉnh núi cao hoặc là chạy sang các nước láng giềng, trong đó có nhờ cậy vào Việt Nam để trú ẩn tạm thời. Nếu không thì thảm họa trong một vài ngày tới được cho là vô cùng tàn khốc, bởi vì trên đảo Hải Nam, ngoài khơi Biển Đông của phía Trung Quốc đang xuất hiện một cơn bão siêu lớn, giật trên cấp 15. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn của Hoa Kỳ cho biết hiện cơn bão đang có tốc độ di chuyển rất nhanh với tốc độ di chuyển lên tới 80 km/h. Tâm bão giật cấp 15, hiện nó đang càn quét ở ngoài Biển Đông, sóng to, gió lớn đang cao ngất trời và nó đã đánh sập hai con tàu hải cảnh của phía Trung Quốc, săn phẳng một hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh mất bao nhiêu công bồi đắp trái phép ở ngoài Biển Đông. Hiện tại thì cơn bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 50 km/h. Tâm bão đang xiên thẳng vào tỉnh Quảng Đông, sau đó sẽ sang tỉnh Quảng Tây và đi tiếp vào thủ đô Bắc Kinh. Sau đó thì nó sẽ lan ra thành phố Vũ Hán, Tứ Xuyên, Vân Nam và Hồ Bắc. Nhiều khả năng nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Nếu như nó đi theo đúng quỹ đạo như vậy thì nhiều khả năng nhiều tuyến đê bao tại con sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và con sông Mekong sẽ bị vỡ. Và khi nó vỡ thì nước lũ sẽ dâng cao làm cho vỡ tiếp con đập Tam Hiệp và một thảm kịch tàn khốc như ngày hủy diệt của tàn phá Bắc Kinh. Và hiện thì chính quyền ông Tập Cận Bình đang cho tiến hành một cuộc họp gấp để đưa ra những phương án phòng chống bão kịp thời. Tuy nhiên thì theo các nhà quan sát cho biết, Trung Quốc có thể dùng vũ lực để đi xâm chiếm Biển Đông để bắt nạt nước yếu trong khu vực, chứ động vào Mỹ, động vào Nga
hoặc là động vào đất hay là động vào trời, động vào mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời thì Trung Quốc chắc chắn sẽ bị san phẳng. Và chúng ta hãy cùng theo dõi xem màn kịch mà Trung Quốc sắp bị tàn phá như thế nào. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức đó cho quý vị và các bản tin sau. Còn bây giờ chúng tôi sẽ chuyển đến một cái tin được cho là rất hay khi mà chính quyền của ông Tập Cận Bình đang lo sốt vó về việc thiếu lương thực cho người dân Trung Quốc vì 83 ngày đêm vừa qua, mưa lũ càn quét phá hủy hơn 1 triệu hecta đất nông nghiệp, làm cho nền nông nghiệp của Trung Quốc bị thiệt hại một cách nặng nề. Và Trung Quốc đang kêu gọi người dân phải tiết kiệm lương thực. Họ cũng kêu gọi một số nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, tiếp tục tài trợ lương thực, ủng hộ tiền và vàng cho người dân lũ lụt của Trung Quốc để qua cơn hoạn nạn. Tuy nhiên thì đến giờ phút này trên thế giới không có một nước nào ra tay ủng hộ phía Trung Quốc. Không phải vì tính chất nhân đạo và thương người dân Trung Quốc bị lũ lụt càn quét, mà bởi vì trên thế giới, hơn 200 nước đã mất lòng tin đối với chính quyền ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà các nước đang quay lưng lại với ông ta. Trên thế giới bây giờ chỉ duy nhất có một nước, đó là Campuchia của chính quyền ông Hun Sen, là tài trợ hơn 20 tấn gạo cùng mì tôm cho người dân Trung Quốc. Việt Nam với quốc gia nhỏ bé thì chỉ bằng một thành phố lớn của Trung Quốc, với dân số ít ỏi và nền kinh tế thì vẫn còn đang khó khăn. Tuy nhiên thì Việt Nam cũng không khoanh tay đứng nhìn người dân Trung Quốc bị lũ lụt. Do đó vào tháng trước thì chính phủ của Việt Nam đã quyên góp ủng hộ cho phía Trung Quốc 100.000 đô la Mỹ, tương đương với 2,3 tỷ Việt Nam đồng. Nhưng theo một nguồn tin tiết lộ rằng thì số tiền ủng hộ đó đã không tới người dân lũ lụt của Trung Quốc đại lục, mà số tiền đó chính quyền của ông Tập Cận Bình đã dùng cho việc tiêu xài cá nhân, nhà đầu tư và quân sự. Họ còn đầu tư thêm tiền để đóng mới một con tàu sân bay mang tên Quảng Đông 3. Mục đích của phía Trung Quốc là để thị uy sức mạnh và dương oai với các nước trong khu vực, thách thức thế giới. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà lũ lụt hoành hành phía Trung Quốc, nhưng 10 nước trong khối ASEAN và các nước trên thế giới không ủng hộ Trung Quốc. Họ nói rằng sẽ không bao giờ ủng hộ chính quyền của ông Tập Cận Bình, bởi vì nếu như ủng hộ chính quyền của ông ta, thì ông ta sẽ quay lại để đánh lại, và thật là đau đớn. Chính vì vậy mà nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Ấn Độ và cả Nga, nói rằng không những không ủng hộ Trung Quốc, các nước trên còn bắt tay nhau để ra tay trừng trị Trung Quốc, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình và trừ khử Bắc Kinh. Bởi vì Trung Quốc chính là mối nguy hiểm cho toàn thế giới và phải trừng trị Bắc Kinh thì thế giới mới được bình yên. Thưa quý vị, có một tin được cho là khá xấu hay còn gọi là tin buồn đối với phía Trung Quốc. Hôm qua, tờ báo China Morning Post cho biết đập tam hiệp của phía Trung Quốc gần như sắp bị vỡ bởi vì đỉnh lũ liên tục xuất hiện và vượt báo động đỏ. Tờ báo của Trung Quốc cho biết vào 8 giờ sáng ngày hôm qua theo giờ địa phương thì đập tam hiệp đã đạt đỉnh lũ lớn nhất kể từ khi nó xây dựng đến bây giờ, với lưu lượng dòng chảy đạt trên 75.000 mét khối nước trên giây. Đây được cho là đỉnh lũ cao nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Theo Thời báo Hoàn Cầu thì 15 cửa xả của hồ chứa Tam Hiệp được mở và xả 24/24 giờ nhưng vẫn chưa ăn thua gì so với lũ ở thượng nguồn đang dồn dập đổ về. Tính đến sáng ngày hôm qua, mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã lên tới con số 65 tỷ mét khối nước, và nếu như hồ chứa này bị vỡ, nó sẽ nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc ra ngoài Biển Đông, và đây chính là một tin được cho là rất xấu đối với chính quyền ông Tập Cận Bình. Tờ báo của Trung Quốc còn cho biết, bất chấp việc đập Tam Hiệp đạt đỉnh lũ lớn nhất trong lịch sử từ khi nó xây dựng đến bây giờ, nhưng các chuyên gia thủy lợi của phía Trung Quốc vẫn trấn an người dân bằng việc nói rằng đập Tam Hiệp xây dựng với một kiến trúc kiên cố nhất trong thời đại của thế giới. Vì thế, đến quả bom nguyên tử đổ xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945 cũng không thể nào đánh vỡ con đập Tam Hiệp được. Vì thế, những trận mưa lũ vừa qua chỉ làm mát con đập Tam Hiệp, chứ không bao giờ đánh vỡ được nó. Tính đến nay, Trung Quốc đã trải qua 82 ngày đêm chưa biết tới ánh sáng mặt trời. Mưa bão liên tục càn quét. Phía Trung Quốc đứng trước tình hình đó thì tập đoàn Tam Hiệp, Bộ Thủy lợi và các cơ quan chức năng khác của Trung Quốc đã tiến hành hàng loạt các động thái giúp ngăn chặn lũ lụt. Theo tuyên bố của tập đoàn Tam Hiệp cho biết, nước lũ hạ lưu sẽ giảm xuống 3 tỷ mét khối nước sau nỗ lực xả thêm các cửa xả. Ngoài ra, thì hoạt động này sẽ làm giảm đáng kể áp lực kiểm soát lũ tại dự án Tam Hiệp và giảm bớt áp lực phòng chống lũ lụt cho các tỉnh miền Nam Trung Quốc như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Vũ Hán, Hồ Nam và Hồ Bắc.
Mưa lớn trong nhiều ngày vừa qua đã làm cho một số khu vực ở tỉnh Tứ Xuyên và các thành phố lân cận khiến nước dâng cao, và tất cả những tỉnh thành phía nam của Trung Quốc tiếp tục bị chìm trong biển nước, làm cho chính quyền của ông Tập Cận Bình mất ăn mất ngủ. Hiện cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập Cận Bình đã lập đàn cầu khấn cho ánh sáng mặt trời xuất hiện ở thủ đô Thiên An Môn. Tuy nhiên, thì theo cơ quan cảnh báo sóng thần và động đất của Trung Quốc cho biết, từ nay cho đến cuối tháng 8 và sang đầu tháng 9, Trung Quốc còn hứng chịu 3 trận động đất và những cơn mưa to đến rất to, vẫn tiếp tục trút hàng triệu mét khối nước xuống nhiều thành phố tại khu vực phía Nam, phía Tây, phía Bắc và phía Đông của Trung Quốc. Theo thống kê, thì trận lũ lụt mùa hè năm nay đã gây thiệt hại kinh tế gần 180 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 27 tỷ đô la Mỹ, và đây chính là một thiệt hại vô cùng to lớn đối với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Nhiều chuyên gia của quốc tế nhận định rằng nhiều khả năng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ bị vỡ trong một vài tuần tới. Nếu như Trung Quốc tiếp tục hứng chịu thêm những trận mưa to hoặc động đất và một vài cơn bão đổ bộ vào đất liền của Bắc Kinh. Và liên quan tới tình hình đó, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị vào các bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin được kính chúc quý vị có một ngày chủ nhật tràn đầy sức khỏe, vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!